Pizza. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 2 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều cảm xúc thiêng liêng tự hào đã được ghi lại trong đoàn người vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.